Chào mừng các bạn đến với podcast của Cardano.vn Đây là podcast số 298 Hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2024 Trong podcast này chúng ta sẽ đến với bài Chương trình phần thưởng cho Red. Bài đọc được thực hiện bởi Cardano.vn Chương trình phần thưởng cho Red. Việc trở thành đại diện đại biểu, DREP, sẽ cần thời gian để nghiên cứu các hoạt động quản trị và đưa ra ý kiến đủ điều kiện cho việc bỏ phiếu trực tuyến có cơ chế đồng thuận rằng drep nên được trả thưởng về mặt tài chính. Trong bài viết, chúng tôi giải thích một số khả năng về cách drep có thể được phần thưởng. Năm biến thể của cách thưởng cho drep. Cuộc thảo luận về cách đền bù cho các đại diện được ủy quyền drep cho những đóng góp của họ cho các dano vẫn đang tiếp diễn. Chủ sở hữu ada có quyền lựa chọn đăng ký làm drep hoặc ủy quyền quyền biểu quyết của họ cho drep hiện có trở thành drep đòi hỏi phải có sự cam kết đáng kể về thời gian vì họ cần được cập nhật thông tin về mọi hành động quản trị và bỏ phiếu cho phù hợp sẽ có lợi cho cộng đồng các dano nếu drep là chuyên gia trong một lĩnh vực nhất định và có hiểu biết sâu sắc về các dano và công nghệ blockchain để khuyến khích những cá nhân giỏi nhất trong cộng đồng trở thành drep việc trả thu nhập là cần thiết có cơ chế đồng thuận rằng drep nên được phần thưởng nhưng cơ chế phần thưởng chính xác vẫn chưa được quyết định năm chương trình phần thưởng tiềm năng đã được đề xuất. Một phần thưởng bằng nhau cho các DREP hàng đầu theo cổ phần, biến thể 1A. Kế hoạch này xếp hạng DREP dựa trên tổng số cổ phần được ủy quyền cho họ, bao gồm cả cổ phần của họ. Chỉ những MDREP hàng đầu mới nhận được phần thưởng tương đương ER, phần còn lại không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào. Nếu M10, phần thưởng ER500, thì 10 DREP đầu tiên sẽ nhận được 500 ADA. 2. Phần thưởng bằng nhau cho các Drep hàng đầu theo số tiền xếp trên ngưỡng tối thiểu, biến thể 1B. Tương tự như biến thể 1A, nhưng chỉ những Drep đã thu hút được số cổ phần được ủy quyền chiếm tỷ lệ phần trăm ít nhất là 1 triệu ADA trên tổng số cổ phần được ủy quyền mới nhận được phần thưởng. Nếu M30 và R500, tối đa 30 Drep có thể nhận được phần thưởng R, chỉ những người đã vượt quá ngưỡng, trong ví dụ này là 3,33% mới nhận được phần thưởng. Mỗi DREP nhận được 500 ADA. 3. Phần thưởng theo tỷ lệ cho DREP hàng đầu theo cổ phần, biến thể 2A. Trong kế hoạch này, các DREP M hàng đầu sẽ được chọn và họ được trả phần thưởng B tương ứng với số tiền xếp của họ. Nếu M10 và phần thưởng B5000, phần thưởng sẽ được phân bổ theo tỷ lệ cổ phần cho 10 DREP hàng đầu. 4. Phần thưởng theo tỷ lệ cho các DREP hàng đầu theo số tiền xếp trên ngưỡng tối thiểu, biến thể 2B chỉ DREP đạt đến ngưỡng yêu cầu mới được hưởng phần thưởng. Sau khi biết số lượng DREP mà phần thưởng sẽ được trả, phần thưởng sẽ được trả tương ứng với số cổ phần được ủy quyền của DREP. Nếu M30 và ngân sách thưởng B5000, chỉ những DREP đạt ngưỡng 3,33% mới nhận được một phần thưởng theo tỷ lệ. 5. Phần thưởng theo tỷ lệ dành cho DREP hàng đầu theo cổ phần, kèm theo tiền thưởng, biến thể 3. Biến thể này kết hợp chương trình phần thưởng theo tỷ lệ với phần thưởng dành cho Drep M hàng đầu. Tất cả các Drep đều nhận được phần thưởng từ ngân sách B1 bằng tỷ lệ phần trăm của họ, tính theo số cổ phần được ủy quyền cho họ. Sau đó, những Drep M đứng đầu trong bảng xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng bổ sung từ ngân sách B2. Phần thưởng B2 có thể được thanh toán bằng cách sử dụng một trong các biến thể 1A, 1B, 2A hoặc 2B. Trong hình có biến thể 1A. 10 DREP hàng đầu nhận được phần thưởng như nhau. Các kế hoạch này nhằm mục đích khuyến khích DREP nỗ lực tìm hiểu các đề xuất và thu hút sự ủy quyền. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về chương trình phần thưởng vẫn chưa được đưa ra. Hãy thử nghĩ xem tùy chọn nào mà bạn thích nhất. Các bạn vừa nghe xong post các số 298 của kênh cardano.vn với nội dung Chương trình phần thưởng cho DREP. Nếu thông tin hữu ích, hãy đăng ký chia sẻ kênh và tiếp tục đón nghe các podcast tiếp theo của chúng tôi, đặc biệt là định kỳ sáng chủ nhật hàng tuần, chúng tôi có podcast phổ biến kiến thức về blockchain. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các podcast tiếp theo.